Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2020, Phương Linh rất hân hạnh khi được gặp quý vị khán giả trong chương trình Câu chuyện kinh doanh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Như thường lệ, sau đây là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình. Nhiều công ty giao hàng bội thu dịp Black Friday. Ngành kinh doanh chuỗi và những giải pháp tiềm năng cho hành trình tìm kiếm cơ hội bứt phá mọi thách thức. Sau gần một năm đối mặt với những khó khăn, doanh nghiệp Việt sở hữu nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện nay, hai chương trình sale lớn nhất năm Black Friday và Online Friday đang diễn ra cùng một lúc. Chương trình mua sắm không chỉ tạo nên cơ hội cho người tiêu dùng săn hàng ưu đãi, mà còn giúp các công ty giao hàng mang lại nguồn thu lớn trong dịp này. Năm 2020 là một năm nhiều biến động khi hơn 6 tháng kinh tế trì trệ dẫn đến nhiều sự thay đổi trong nhu cầu mua sắm của người dân. Nhiều ngành nghề gặp phải khó khăn, tuy nhiên nhóm ngành giao hàng lại được có cơ hội phất cờ chiếm lấy thị trường. Đặc biệt là giai đoạn này khi ngày hội Online Friday và Black Friday diễn ra cùng lúc. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi tại shop thì nhiều cửa hàng đã dành riêng một khoản để chạy các chương trình flash sale trên môi trường trực tiếp. Điều này là cơ hội lớn để nhiều công ty giao hàng có được thu nhập khủng. Vào dịp cuối năm bắt đầu từ tháng 10 trở đi á, thì cái sản lượng hàng bắt đầu tăng lên do là các sàn thương mại nó chạy những chiến dịch quảng cáo và giảm giá. Trong cái đợt dịch đầu năm á, nó cũng làm cho cái cầu tiêu dùng của khách hàng là chuyển và qua mua hàng online. Thì những các mặt hàng mà đồ gia dụng hoặc là đồ những cái nhu yếu phẩm là sẽ giao nhiều nhất. Với lượng hàng tăng gấp 150% so với năm trước, công ty giao hàng phải tăng cường cả nhân sự và thời gian làm việc. Cụ thể, các bộ phận chăm sóc trực tổng đài, xử lý mail, vận hành xử lý hàng hóa và tài xế làm việc xuyên suốt từ thứ Hai đến Chủ nhật. Riêng vận hành và tài xế làm việc đến 21 giờ để mang đến khách hàng những món hàng chất lượng và nhanh chóng, hạn chế tình trạng trì trệ trong việc giao hàng. Đại diện công ty cũng chia sẻ thêm, với số lượng đơn vượt trội hiện tại thì ước tính doanh thu của cửa hàng sẽ tăng lên gấp 10 lần so với năm ngoái. Có thể thấy dịp cuối năm là cơ hội vàng để các doanh nghiệp phục hồi sau gần một năm đối mặt với nhiều thăng trầm. Bằng chứng là nhiều doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống đã bắt đầu đưa ra nhiều chiến lược để gia tăng sản xuất và thúc đẩy tiêu thụ. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm và đồ uống rất tiềm năng. Sự thay đổi không ngừng về chất lượng, mẫu mã đã góp phần giúp các doanh nghiệp đánh dấu vị trí của mình trên bản đồ thị trường đồ uống. Riêng sản phẩm thức uống có cồn, trong dịp cuối năm các doanh nghiệp đã bắt đầu cho ra mắt các thiết kế bao bì mới để phù hợp với dịp lễ Tết. Điển hình là các dòng sản phẩm của Tiger, một trong những thương hiệu nước uống có cồn được ưa chuộng tại Việt Nam, đã thay đổi diện mạo mới, bứt phá và hiện đại hơn. Sản lượng ước tính lên đến hàng chục triệu thùng, được sản xuất theo dây chuyền kiểu mẫu bằng 100% năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, việc đầu tư hệ thống xả thải để bảo vệ môi trường cũng được đầu tư hết mức. Nguồn nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sạch và an toàn, được sử dụng làm nguồn nước nuôi cá trong khuôn viên nhà máy. Đồng thời cung cấp một dạng năng lượng tái tạo khác, đó là khí sinh học. Bên cạnh định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm bảo vệ môi trường trong sản xuất, thì các hoạt động truyền cảm hứng cho cộng đồng, tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo cũng được chú trọng. Có thể thấy trong giai đoạn này, yếu tố dịch bệnh cộng với việc áp dụng Nghị định 100 đã tác động nghiêm trọng đến ngành thức uống có cồn. Tuy nhiên, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu để khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp. Để tăng trưởng doanh thu, cuối năm và dịp Tết là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Chính vì thế, các doanh nghiệp đã bắt đầu cho áp dụng nhiều chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, cải thiện dịch vụ với hình thức kích cầu đa dạng. Các doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kinh doanh của thương hiệu sẽ khởi sắc trong thời gian tới.
Trong những năm gần đây, ngành bán lẻ và F&B đang có sự tăng trưởng tốt tại Việt Nam khi có nhiều doanh nghiệp mang các thương hiệu ngoại về nước qua hình thức nhượng quyền. Tuy nhiên, những diễn biến khách quan trong năm 2020 đã khiến cho lĩnh vực kinh doanh trên gặp nhiều khó khăn và buộc các doanh nghiệp bán lẻ phải áp dụng những giải pháp công nghệ phù hợp để tiếp tục phát triển. Theo các chuyên gia đầu ngành, hoạt động chuỗi trong lĩnh vực F&B luôn cần sự hỗ trợ của hệ thống xử lý quy trình được chuẩn hóa, dữ liệu được xử lý kịp thời. Vì vậy, để tiếp tục duy trì doanh thu, các nhà bán lẻ và F&B bắt buộc phải chuyển đổi nền tảng kinh doanh. Do vậy, trong nửa sau của năm 2020, toàn bộ ngành F&B đã nhanh chóng chuyển mình nhằm thích nghi, tạo nên xu hướng mới và có thể tồn tại. Cũng là một trong các doanh nghiệp đang muốn áp dụng công nghệ để thay đổi, QSR, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, đã chọn SAP S4HANA là một giải pháp phù hợp với nhiều cải tiến cho ngành bán lẻ và F&B, và ABL là đơn vị tư vấn triển khai dự án này. Thị trường Việt Nam cũng như là trong khu vực thì SAP đang cung cấp một cái nền tảng phần mềm ứng dụng gọi là SAP S4HANA đặc thù cho ngành bán lẻ và ngành hàng dịch vụ ăn uống. Thì cái phần mềm này sẽ giúp cho các doanh nghiệp bán lẻ giải quyết được hai cái thách thức lớn nhất của ngành. Một là làm sao thấu hiểu được khách hàng, giúp cho khách hàng có thể tiêu thụ, có thể sử dụng được dịch vụ của hàng hóa của doanh nghiệp mọi nơi, mọi lúc, đúng với cái nhu cầu và đúng với cái sở thích, cái đặc điểm của khách hàng. Và cái thứ hai là một cái nền tảng cung cấp cho doanh nghiệp một cái quy trình, một chuỗi các quy trình mà nó có khả năng quản trị được tất cả các công đoạn, từ quản lý nhà cung ứng đến vận chuyển, đến bán buôn, đến bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Để tăng cái khả năng tích hợp các ứng dụng khác và có được một cái quy trình kiểm soát chặt chẽ và đơn giản hóa trong vận hành cho cái ngành F&B. Thì qua một thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng là S4HANA có một cái những cái giải pháp tiên tiến cho cái ngành bán lẻ và ngành F&B, và ABO là một cái đơn vị mà triển khai có nhiều kinh nghiệm trong ngành này. Theo đó, SAP S4HANA cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng doanh nghiệp phát triển nhằm giúp các tổ chức tối ưu hoạt động quản trị và vận hành trong nền kinh tế số. Với SAP S4HANA, các lãnh đạo của các doanh nghiệp có thể truy cập những báo cáo chính xác trên thời gian thực. Từ đó giúp lãnh đạo chủ động đưa ra quyết định kịp thời, đáp ứng những mong muốn của khách hàng và đưa doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh chuỗi, trong chương trình Câu chuyện kinh doanh hôm nay, ông Trần Bằng Việt, nhà sáng lập, tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đông Á Solutions, sẽ mở ra những giải pháp tìm kiếm cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp đang theo đuổi mô hình này. Mô hình kinh doanh chuỗi là mô hình chuẩn về thương hiệu đồng nhất. Lợi thế là doanh nghiệp sẽ có được sự nhận diện thương hiệu tốt từ người tiêu dùng, bành trướng nhanh và có cơ hội vượt mặt đối thủ. Có hai hình thức kinh doanh theo chuỗi hiện nay, đó là tự phát triển và nhượng quyền. Những năm qua, bên cạnh những thương hiệu Việt như Phở 24, nhãn hiệu thời trang Ninomax, Fuxi, Cháo Cây Thị, nhà hàng Món Huế, v.v. xu hướng lựa chọn nhượng quyền thương hiệu chuỗi vẫn là mục tiêu mà hầu như các nhà kinh doanh theo chuỗi đều muốn nhắm tới. Tuy nhiên, đã có không ít mô hình bán lẻ vô cùng thành công tại thị trường nước ngoài lại phải chào thua khi đến Việt Nam, hay ngược lại là chính những thương hiệu Việt đã trắng tay khi chinh chiến nhiều năm tại sân nhà. Theo chuỗi trong vòng khoảng 20 hay 30 năm vừa qua là khá là mạnh ở Việt, khá mạnh trên thế giới, và ở Việt Nam cũng vậy. Ở đâu đấy thì đặc biệt là trong khoảng 10 năm vừa rồi thì cái xu hướng kinh doanh theo chuỗi là khá phổ biến. Tuy nhiên tôi đồng ý rằng là có nhiều trường hợp, và nếu không nói rằng là rất nhiều trường hợp là nó không có được hiệu quả, thậm chí phải đóng lại. Cái vấn đề thứ nhất mà bản thân các mình gọi là các chuỗi của mình nó bị là như này, là cái sản phẩm mình tạm gọi là cái sản phẩm mẫu, cái sản phẩm flagship, cái cửa hàng flagship của mình á, đôi khi chưa đủ vượt trội về chất lượng hay về dịch vụ, chưa đủ hiệu quả, nhưng lại vội trong vấn đề nhân rộng ra. Nhưng bản thân trên từng cái cửa hàng đấy thì kể cả về hiệu quả tài chính lẫn cái chuyện là gọi gì ạ, về chất lượng sản phẩm đã vượt trội hay chưa, thì cái đó tôi thấy là chưa vượt trội một cách rõ ràng, mà mình đã vội nhân lên. Cái việc thứ hai là chi phí rất cao. Ở Việt Nam mình sẽ có một số chi phí mà rất là cao, chi phí mặt bằng là quá cao, chi phí nhượng quyền cao, chi phí của
một số nguyên vật liệu chủ yếu mà chúng ta nhập khẩu hoặc là buộc phải mua của cái đơn vị mà nhượng quyền đó ra đấy, đúng không ạ? Để kiểu có thể là họ dùng cái hình thức là để kiểm soát chất lượng hay là cái nhà nào đó thì nó cũng khá là cao, thì dẫn đến cái chuyện là tổng cái chi phí cho một cái cửa hàng hoạt động trở nên quá cao. Thế thì cái câu chuyện là chừng nào mà cái đơn vị nhượng quyền đó có thể làm được cái chuyện là làm sao để cái tổng chi phí của mình giảm xuống, để mình hút được lượng khách nhiều hơn và vì vậy mình có thể bán với giá tốt hơn. Cái chuyện thứ ba là như thế này, con người. Vấn đề của con người, từ cái người phục vụ, từ cái người đầu bếp, từ cái người quản lý cửa hàng không đủ chất lượng. Dẫn đến chuyện là cái chất lượng dịch vụ, cái chất lượng sản phẩm không bảo đảm. Mà cái chất lượng sản phẩm, cái dịch vụ không bảo đảm chỉ cần ở một cửa hàng, hai cửa hàng thôi, nó tạo thành một hình ảnh là cái chuỗi đó không ổn. Chuyện thứ tư là cái chuyện quản lý rủi ro. Nhiều đơn vị tập trung mở nhưng mà không tập trung kiểm soát. Trong một cái giai đoạn thì kinh doanh theo chuỗi vẫn được mọi người nhận định là một cái cần câu cơ, một cái máy in tiền, một cái cơ hội để làm ăn lớn, kiếm tiền lớn. Và dẫn đến là cái chuyện là rất là nhiều các anh chị mình muốn bỏ tiền vào làm. Và các chuỗi sống bằng tiền của nhà đầu tư hơn là sống bằng tiền mình kiếm được từ hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thế thì cửa hàng này lỗ, cửa hàng này lỗ, cửa hàng này lỗ, cửa hàng này lỗ. Lỗ nhưng mà mọi người vẫn thấy là tháng sau thì kết quả tốt hơn tháng trước, đúng không ạ? Vẫn có tốt hơn, vẫn tiến bộ hơn và lâu lâu vẫn có lời. Nhưng mà cứ mà khi mà mở rộng như vậy và vẫn mở và mình kỳ vọng là khi mình mở nhiều hơn thì nhiều người biết hơn, nhiều người thích hơn, nhiều người yêu hơn thì mình sẽ có lợi nhuận, mình sẽ có lợi ích. Sức ép về cạnh tranh, thanh lọc ngày càng gia tăng, cộng thêm cú sốc về kinh tế do dịch bệnh gây ra đã khiến cho nhiều doanh nghiệp chao đảo. Đặc biệt các đơn vị trong nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như du lịch, hàng không, nhà hàng, khách sạn, giáo dục đã rơi vào tình trạng ngủ đông. Ở thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm những hướng đi mới nhằm vực dậy nền kinh tế nước nhà cũng như phá băng thị trường Việt. Cũng từ đó, vì thế các doanh nghiệp sẽ được quyết định bởi nội lực và khả năng bứt phá ở giai đoạn khôi phục kinh tế sau dịch. Cái cơ hội này là một cơ hội mà 30 năm có một lần, thậm chí có thể 50 năm có một lần. Nó tương đương với thời kỳ đổi mới, hàng loạt doanh nghiệp, mà doanh nghiệp nào mà hàng loạt người, mà người nào mà cảm thấy mà cầu tín và chấp nhận thách thức